Đây, chào tất cả anh em nhé. Chúng ta đang có mặt tại vườn cây của anh Kiên đây, một trong những người sở hữu rất nhiều phôi si khủng. Hôm nay vừa bắt về một cái phôi si búp đỏ da gừa nhé, phải da gừa đây anh em ạ. Cái con si này cũng cao khoảng độ trên dưới 80 phân này, gốc lên trên nhé, là một trong con si rất là già nguyên bản đúng không? Đang là chỉnh sửa qua lại cho anh em nhé, thì không lấy về tôi về là phải dọn đúng không? Để quay cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Đấy, hôm nay là thời tiết nó rất là oi bức nhưng mà anh cũng đã săn về một con này. Con này thì nếu mà anh em làm một tư duy bóc tách ở trong thì nó là một cái cốt rất là đặc nhé. Hôm qua tôi đã chứng kiến một cái con si mà tưởng chừng nó có một cái cục trên thôi mà các anh biến tấu thành một cái thác đổ. Đúng là có những bàn tay của những người thợ thì thực ra là người ta dám nghĩ dám làm, người ta đã làm được một cái rất là đẹp nhé. Theo trung môn sai đánh giá rất là cao. Anh Việt Ecombắc qua cũng đã về và cũng đã cho trung môn sai xem một cái hình để mình thấy là mình rất là khâm phục các anh nhé. Để có nghề mộc một tí là các anh đã thổi hồn vào rồi. Ở đây là anh Kiên này. Vừa rồi là cũng đã đi đào tạo một cái lớp tập huấn ở xa rồi. Tiến tới là trung môn sai sẽ cấp bằng nghệ nhân cho anh Kiên. bằng ngạo nhân thôi. Chứ nghệ nhân thì anh chưa có là như anh Khai Kiện đúng không? Thôi thì mình phải nên bưa từ từ đúng không? Nói về phong trào thì các chú phải nên từ từ. Thì sắp tới thì anh Kiên cũng được chỉ thị của trung môn sai này chuẩn bị là anh em có tổ chức một cái buổi gọi là thành lập một cái chi nhỏ nhé. Của cái xã Nga An này thì hôm đó là không biết là có giao dịch không nhưng mà khẳng định hôm đó là cũng mua ủng hộ anh Kiên một tác phẩm nhỏ ấy cho nó khí thế đúng không? To thì mình lại không có tiền nhiều nên là phải mua, tìm cách làm sao mua một tác phẩm mà nhỏ nhỏ thôi, ủng hộ tinh thần hội là chính đúng không? Mua to mua một tặng một. Đấy, một tác phẩm to tặng một tác phẩm bé. Kiên ơi, xoay lại để cho anh em nhìn nó rõ hơn, tại vì bên ngoài nó sẽ chiếu ngược sáng. Đấy, con si này thì nó là cố chậu hay là mình đánh ở dưới ruộng lên này? Nó là trồng trong chậu, nó xây bồn. À, xây bồn nhá. Đấy, mình cứ hỏi về để cho chê thì cho anh em anh em nào mà có cái tư duy tốt thì mình sẽ biết là cái tác phẩm này nó ok hơn. Đây này, mùa rất nhiều mà mùa hè nhưng mà rễ các anh em kìa. Đấy, rễ đang trắng này. Đó, có những cái rễ đang đâm này. Cái hốc này đẹp đấy chưa? Mày này xem anh Kiên đánh đục đẽo khai thác cái phôi này như thế nào nhé anh em nhé. Đấy, có những cái phôi tưởng chừng thì nó rất đơn giản thôi. Nhưng mà sau một hồi tạo tác thì nó cũng ok đấy. Ngày xưa đang nằm ở dưới Soviet nhưng mà sao nói cái nhỏ thế, phải nói to thì anh em người ta cần giống nghề à? Chuyển nghề rồi. À. Giờ chuyển sang cây rồi. Thì bác nào quan tâm đến anh vườn cây của anh Kiên thì để một lát nữa thôi. Anh Trung Quốc Sai sẽ ghi hình một số tác phẩm đang còn trong vườn anh Kiên nhé. Ngày nào cũng ra, ngày nào cũng vào. Anh em đến cũng rất là nhiều nhé. Đây là mình tranh thủ lúc rảnh thì cũng ghi hình tác phẩm này. Con này bảo đảm anh em là si búp đỏ nhá. Đấy, rất là đỏ luôn. Con này là bắt về chiều qua hay là chiều nay? Sáng nay thì tôi đi giao lưu bên hậu lộc câu lạc bộ Bà Triệu để chuẩn bị là các anh cũng tổng kết chi hội nên là các anh cũng mời sang. Đấy, cũng rất mong là ở xa người ta mời chứ ở gần đôi khi người ta không mời đâu anh Kiên ạ. Khổ vậy, nhiều lúc là ở xa người ta lại quý trọng hơn ở gần. Ở gần người ta nhẵn mặt rồi lại hay nói nữa. Quan trọng là xa gần anh em quý nhau mới mời. À đấy đấy đúng rồi. Thế. Có những cái hội người ta cũng rất là quan tâm mà người ta muốn có một cái gì đó lưu lại những cái hình ảnh nhá, thì người ta cũng mặc dù ở xa gần thì anh em chúng tôi đặc biệt là Trung Môn Sai thì cũng sẵn lòng đến tận nơi ghi hình thôi.
để lưu lại những cái khoảnh khắc cũng như hình ảnh của các anh có họp hội hoặc là có gì đó thì chúng một sai sẵn lòng đến nhé. Đó, mặc dù là công việc cũng rất bận, ngoài công việc kinh doanh ra, chẳng hạn như cái phôi này anh em ạ, để bắt về thì thực ra là những cái phôi như này thôi, để mà nó thô sơ như này thôi, nhưng mà vào tay của những anh mà có tư duy tốt thôi thì thực ra là cũng là một tác phẩm kinh điển nhé. Đấy, tác phẩm này thì anh Kiên anh cũng chỉ lọc qua thôi nhỉ, mình chỉ lọc qua một cái phần nào đó thôi, và tiếp theo là những phần còn lại thì sẽ dành riêng cho những bác nào mà thực sự quan tâm, vì cái này nó quá nhiều đầu luôn đó, mà thân ở trong thì rất là mỏng. Cái này nếu mà nhá, kia này nếu mà tư duy là cây thác đây, cây đây nó là một cây đẹp này, móc cái đoạn này đây này, kia này móc đây ra, từ chỗ này chạy này, từ đoạn này chạy lên đây này, đây này, lấy cái đoạn này không, nó là một cây đẹp. Nếu mà em bóc là bóc đây này, bóc cái mảng này không này, mảng này không đấy, đầu nó cút bé tí, đầu này bóc luôn cả cái đầu này ra nha, đi cái đầu này này này, xử ra nên cực kỳ đẹp luôn. Hôm qua tôi cũng đã chứng kiến rồi nên là hôm nay tôi cũng có nhiều ý tưởng ở trong cây này. Anh ta bóc nhiều cây á, mà đây là này bếp, cái bếp của nó quay cho các bác chiêm ngưỡng thôi. Cái con này thì giá cả thì chúng tôi sẽ báo sau, mà vì nó chưa lọc xong được, đang còn rất điều chỉnh rất nhiều chi tiết. Đó, vườn cây kia nữa quay cho anh em chiêm ngưỡng anh em nhé. Phủ cây rất là tốt, về chăm sóc một thời gian mà là lá nó đã lên như này rồi. Bên trong là con si cổ, con này già nhá. Già quá. Hôm nay đi kia nào, hôm nay đi uống cũng nhiều đấy. Thế mà đây, cúp đỏ đè rất to. Con này sau này có tư duy đặt vào một góc vườn nào đó thì ok. Đây, anh em rất nhiều nhá, để quay một cái góc thôi, anh em nào quan tâm thì cứ về trực tiếp đây. Số điện thoại anh Kiên thì tí chung con sai sẽ cho đây, để cho anh em nào mà quan tâm đây thì gọi trực tiếp cho chủ thì dễ hơn nhé. Mình tìm số điện thoại. Đây, số điện thoại của Kiên xe nhá, đây anh em nhá, đây là trên màn hình nhá, anh em có thể alo trực tiếp cho anh Kiên Ba Gác. Kiên mấy cậu? Kiên đọc luôn lại số điện thoại cho anh em nhỉ. Nhiều anh em còn quan tâm đấy, anh em mà quan tâm đến những cái phôi này thì tôi vừa cho rồi, nhưng mà không biết là nắng nôi về là có nhìn thấy không. Số điện thoại thì anh Kiên cũng ra anh em rất quen thuộc rồi. 0984 968 894 nhá. Đấy, số điện thoại của anh Kiên cho những người mà vừa rồi là giao dịch trên dưới 200 gốc hoa xì nhá. Kỷ lục của Nga Sơn. Nói không có sai. Cái gốc này mình giao lưu khoảng bao nhiêu tiền, hay là mình để anh em alo đến thì nó hay hơn? Cái này dọn nó chưa nở xong hẳn, anh em có thì chuyển chế giữa alo đấy nha anh em nhé. Thì còn những cái điểm như tôi là tôi dọn hết cái rễ dưới, những cái rễ mà nó bằng đấy, những cái rễ bên đấy, những cái rễ thông như này, đây là ở trong chất đi đẹp đẹp. Cây này okay. Này cũng trọng đất, nó đang còn phải của đất, cây bồn xây trồng trong. Nói chung là những cái cây này nó không phải là phôi được, cái loại này là cây rồi, anh em về là cứ yên tâm là cấy là lên thôi. Như chung bonsai thì mình tư duy là cái gốc này nếu nhìn ở mặt kia thì mình muốn cắt đôi cây nhé,
nhưng mà cắt đôi thì nó rất là phí, với cái mùa nắng như này thì thực ra quá phí cây luôn. Quay trình chẳng bếp, có bếp cây. Cái này có nhiều điểm phá, giờ mình mới tư duy được tại sao người ta phá những cái cây rất là đẹp, người ta bóc được những cái cây rất đẹp. Anh em mình cũng xin được dừng video nhé, hẹn anh em ở video tiếp theo đi. Anh em nhớ vào xem và đừng quên nút đăng ký nhé. Tiếp tục theo dõi những video mà mình tác nghiệp tại vườn cây của anh Kiên đây. Xin thân ái chào tạm biệt anh em.